Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 4, quân đội Nga đã lợi dụng tình hình hỗn loạn do việc cải tổ các lực lượng của Ukraine ở phía tây Avdiivka và tấn công, phá vỡ các vị trí do lữ đoàn cơ giới 115 của quân đội Ukraine nằm giữ tại Ocheritino. Lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của Nga đã nhanh chóng tiến công vài km về phía tây. Quân tiếp viện của Nga tăng cường xuyên thủng phòng tuyến của Kiev, củng cố các thành quả về lãnh thổ. 3 tháng sau, điều này lại xảy ra trong cùng khu vực đó. Chỉ trong tuần trước, các trung đoàn và lữ đoàn của Nga đã tiến xa hơn 6 km về phía tây, Ocheritino. Hành quân 1 km một ngày có vẻ không phải đặc biệt nhanh, nhưng theo tiêu chuẩn của cuộc xung đột kéo dài 28 tháng qua tại Ukraine, đó thực ra là một cuộc chạy đua nước rút. Phóng viên chiến trường của Ukraine Yuri Butusov đã gọi tình hình xung quanh Ocheritino là cực kỳ khó khăn. Dù vậy, theo hãng tin Forbes của Mỹ, trong bối cảnh Nga đối mặt với thương vong về lực lượng và tổn thất về xe bọc thép, Nga sẽ dễ mất đi lợi thế lâu dài khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba. Tuy nhiên, Moscow vẫn có nhiều quân và trang thiết bị hạng nặng hơn Ukraine. Vì thế, Nga vẫn duy trì được đà tấn công và mỗi cuộc tấn công là một cơ hội đạt đột phá. Sự bối rối của các chỉ huy Ukraine cũng là một vấn đề. Đột phá của Nga quanh Ocheritino hồi tháng 4 đã khiến Kiev mất thăng bằng và họ vẫn đang vật lộn để phục hồi. Ông Butusov giải thích, Nga tấn công các lữ đoàn có tổ chức và quản lý yếu kém nhất của Ukraine. Moscow không tìm kiếm những phòng tuyến dễ tổn thương nhất mà là những đơn vị dễ tổn thương nhất. Dường như đề cập đến lữ đoàn cơ giới 110 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111 của Ukraine. Vào lúc tồi tệ nhất, các lực lượng của Ukraine ở phía tây Avdiivka hoàn toàn bối rối. Ông Butusov cho biết, các đội UAV và lực lượng tác chiến điện tử phân tán và không có tổ chức. Tình huống đặt ra với Ukraine khá cam go nếu các lực lượng của Nga, trong đó có các trung đoàn súng trường cơ giới 433, 506 và 1195, có thể tiến công thêm hơn 14 km về phía tây, thì lực lượng này sẽ tiếp cận được Minorat và Poprov, hai thành trì quan trọng đóng vai trò như cửa ngõ của vùng Donetsk, cho tới nay vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine đã thống kê được 27 nỗ lực của quân đội Nga nhằm xâm nhập phòng tuyến bất ổn của Ukraine ở phía đông Poprov vào ngày 22 tháng 4. Đã có 22 cuộc tấn công thất bại và 5 cuộc tấn công thành công. Ông Butusov nhận định, tôi không thể nói rằng Bộ Chỉ huy Ukraine không nhìn thấy và hiểu được tình hình nguy cấp. Có rất nhiều chuyện xảy ra, không có chỉ huy nào ngồi khoanh tay cả. Ông nhấn mạnh, nếu lực lượng tác chiến điện tử của Ukraine trong khu vực ngừng sử dụng các thiết bị gây nhiễu, thì điều này sẽ hữu ích bởi các hệ thống đó đang phá hủy số lượng đáng kể UAV của chúng tôi. Một nhà báo của tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đã viết rằng Mỹ muốn mở mặt trận phía Nam chống lại Nga thông qua Armenia. Theo tác giả bài viết, Washington đã nhiều lần cố gắng mở mặt trận phía Nam gần biên giới Nga, lợi dụng tình hình ở Georgia, nhưng họ chưa bao giờ làm được điều này. Theo ông, hiện tại Mỹ đang quan tâm đến việc xích lại gần nhau với Armenia vì mục đích tương tự. Bài báo lưu ý, bây giờ Mỹ đang cố gắng chơi con bài Armenia. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Armenia Ararat Mizoyan đã được mời tham dự các sự kiện của Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Sau đó, câu hỏi đặt ra về việc quân đội Mỹ có đại diện của họ trong Bộ Quốc phòng Armenia. Ngoại trưởng Uzara Zeya xác nhận tin tức này và tuyên bố về sự khởi đầu của một giai đoạn chiến lược mới trong quan hệ giữa Mỹ và Armenia. Tác giả bài báo tin rằng với động thái này, Mỹ đang cố gắng đạt được mục tiêu kép mở mặt trận phía Nam chống lại Nga và chen mình vào tam giác Astana, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran. Andrei Natasin, phó giám đốc cơ quan thông tin và báo chí của Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, chính quyền Mỹ đã mời đại diện của Armenia tới hội nghị thượng đỉnh NATO nhằm tách họ ra khỏi Nga. Theo ông, lời mời này là một ví dụ khác về nỗ lực của người Mỹ nhằm truyền bá ảnh hưởng hủy diệt của họ tới tất cả các khu vực trên thế giới. Hơn 500.000 binh sĩ NATO hiện đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Người phát ngôn của Liên minh Farah Dalala cho biết, kể từ năm 2014, NATO đã trải qua nhiều bước chuyển đổi quan trọng nhất về hệ thống phòng thủ tập thể của chúng tôi trong thế hệ gần đây nhất. Chúng tôi đã đưa ra các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ thời chiến tranh lạnh và hiện có hơn 500.000 binh sĩ đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson giải thích chi tiết rằng Moscow sẽ không tấn công các nước NATO, điều đó là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đem mối đe dọa tưởng tượng từ Nga ra hù dọa người dân của họ nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi các vấn đề nội bộ. Nhưng những người thông minh hoàn toàn hiểu rằng đây là mối đe dọa giả mạo. Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha País, người sáng lập ra đảng cánh tả nước Pháp bất khuất La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon tuyên bố rằng nếu trở thành tổng thống, ông dự kiến đưa nước Pháp rút khỏi NATO một cách có hệ thống. Ông Mélenchon đã thảo luận về các kết quả cuộc bầu cử quốc hội ở Pháp diễn ra hồi đầu tháng 7.
chính trị gia nhấn mạnh với nhà báo rằng ông nhất quán ủng hộ việc Pháp ra khỏi NATO trong bối cảnh liên minh này tuân theo logic của chiến tranh. Tờ báo dẫn trích lời ông Mélenchon nói rằng: "Tôi đã chọn logic giải trừ vũ khí và ổn định tình hình. Nếu như tôi ở Điện Élysée, tất nhiên tôi sẽ đưa Pháp rút khỏi Bộ Chỉ huy Quân sự Thống nhất NATO theo cách có hệ thống và có tổ chức, đặc biệt là trong thời kỳ xung đột, để không phải thấy chính mình cũng bị cuốn vào chuyện này." Hiện tại trong NATO có 32 thành viên đủ quyền là Albania, Bỉ, Bulgaria, Anh, Hungary, Đức, Hy Lạp, Đan Mạch, Ireland, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Latvia, Litva, Luxembourg, Macedonia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Croatia, Montenegro, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan và Thụy Điển. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, xuồng không người lái OSV Maguram V-5 đã tấn công 14 tàu Nga, phá hủy 8 tàu trong số đó. Theo tờ Kiev Post, tạp chí nghiên cứu khoa học chính trị và an ninh của Ba Lan đã công bố nghiên cứu về các loại UAV hải quân hoạt động hiệu quả nhất được sử dụng trong xung đột Nga-Ukraine. Kết quả cho thấy, OSV Magura V-5 của Ukraine đã tấn công số lượng tàu Nga nhiều nhất. Nghiên cứu đã tập trung vào các USV được đánh giá hiệu quả nhất như Mykola, Magura V-5, Mamay, Sea Baby, Toloka, TLK-150 và Mirika của Ukraine, cùng Oduvanchik, Dandelion của Nga. Các USV Ukraine đã tấn công 22 tàu chiến Nga và phá hủy 8 tàu. Riêng Magura V-5 đã tấn công 14 tàu, trong đó có đánh chìm 8 tàu. Magura V-5 được Ukraine sử dụng làm nhiệm vụ giám sát, trinh sát, tuần tra và tiêu diệt các mục tiêu của đối phương. Phương tiện này được Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine sử dụng, mà cụ thể là đơn vị đặc nhiệm nhóm 13. Theo thiết kế, Magura V-5 dài 5,5m, rộng 1,5m, tốc độ hành trình 40,7 km/h, tốc độ tối đa 77,8 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 833 km. Nghiên cứu viết, Magura trở thành phương tiện không người lái đầu tiên trên thế giới phá hủy được tàu đối phương, chứng minh hiệu quả cao khi tấn công và tiêu diệt số lượng nhiều nhất tàu đối phương. Dữ liệu không chính thức cho thấy, tổng thiệt hại của đội tàu Nga sau các cuộc tấn công từ USV Magura V-5 là hơn 500 triệu đô la Mỹ. Tình báo quân đội Ukraine cũng đã công khai xác nhận dùng USV này tấn công các tàu Nga, bao gồm tàu trinh sát Ivan Hurt, hai tàu tuần tra Sergei Kotov, hai tàu đổ bộ D-144 Sena và D-295 Akula, tàu tên lửa Ivanovet, tàu đổ bộ cỡ lớn Cesar Kunikov và hai tàu cao tốc chuyên dụng RIF-75. HUR cũng nhấn mạnh, tên lửa R-73 được triển khai trên các USV đã chứng minh hiệu quả và tước đi quyền thống trị của Nga ở Biển Đen. Trong khi đó, nhà máy chế tạo máy Kinisev KMZ ở San Petersburg của Nga đã cho ra mắt USV mới có tên là BBKN Oduvanchik. USV này được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng và 10 chiếc đã được thử nghiệm ở vùng xung đột Ukraine. Theo đó, USV Oduvanchik có tốc độ tối đa 80 km/h và phạm vi hoạt động 200 km với tải trọng 600 kg. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với lực lượng vũ trang Ukraine với những tổn thất ở mặt trận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với BBC thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong tình trạng khó khăn và tổn thất cao. Ông Zelensky phàn nàn, "Tôi biết chúng ta mất đi bao nhiêu người mỗi ngày. Thật không may, những thay đổi này không theo hướng tích cực, chúng không hề giảm đi." Tuy nhiên, ông Zelensky cũng từ chối đưa ra con số chính xác. Trước đó, ấn phẩm Investigation.info của Ukraine trích dẫn dữ liệu từ cảnh sát Ukraine đưa tin rằng ở Krynki, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hơn 780 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã chính thức mất tích và chỉ có 262 người chết đã được sơ tán khỏi đó. Vào cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã báo cáo rằng Ukraine đã mất hơn 35.000 nhân viên quân sự và hơn 2,7.000 vũ khí chỉ trong tháng 5. Ông cũng lưu ý rằng các quốc gia phương Tây bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev, truyền dữ liệu tình báo và huấn luyện binh lính Ukraine đang kéo dài thêm cuộc xung đột vũ trang.
Thưa quý vị, chiến dịch vượt sông Dnep của Ukraine nhằm thiết lập đầu cầu đổ bộ tại làng Krenki ở Kherson dường như đã chấm dứt sau khi quân đội Ukraine cho biết các vị trí của họ trong ngôi làng này đã bị phá hủy hoàn toàn. Phát biểu với tờ Kiev Independent hôm 17 tháng 7, ông Dmytro Likhovy, người phát ngôn của lực lượng Tavria của Ukraine cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tả ngạn sông Dnep, đặc biệt là ở khu định cư Krenki. Tuy nhiên, hầu hết các vị trí chủ chốt ở Krenki đã bị phá hủy hoàn toàn trước hỏa lực dữ dội và kéo dài của đối phương. Khi các cuộc giao tranh trong khu vực đi đến hồi kết, vẫn còn một số câu hỏi được đặt ra như mục đích của hoạt động vượt sông là gì, Ukraine đạt được những gì và mất những gì khi thực hiện chiến dịch này. Hoạt động của Ukraine thiết lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnep do Nga kiểm soát đã gây tranh cãi ngay từ đầu. Hoạt động này được triển khai vào mùa thu năm 2023, được coi là nỗ lực nhằm mở ra một mặt trận mới ở phía Nam để làm gián đoạn tuyến hậu cần của Moscow và giữ chân các đơn vị của Nga trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng, để thiết lập đầu cầu đổ bộ, quân đội Ukraine phải thực hiện các cuộc vượt sông nguy hiểm, sẽ bị cản trở về mặt hậu cần và khó tạo ra bước đột phá nhanh chóng. Mùa thu năm 2022, Ukraine đã tiến hành cuộc phản công đẩy lùi Nga khỏi thành phố Kherson và các khu định cư khác ở bờ tây sông Dnep. Kể từ đó, con sông Dnep và vùng đầm lầy rộng lớn khoảng vài km đã trở thành rào cản tự nhiên, chia cắt vị trí của Nga và Ukraine trong khu vực. Đến tháng 2 năm ngoái, quân đội Ukraine bắt đầu tiến hành các cuộc đột kích mạo hiểm qua sông nhằm thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga ở bờ đông. Mùa hè 2023, một số báo cáo cho biết Ukraine đã thiết lập được một đầu cầu ở bên kia sông Dnep gần cây cầu Antonivsky bị phá hủy. Chiến dịch được đẩy lên cao trào vào tháng 10 năm 2023 khi Kiev tiến vào Krenki, một ngôi làng nhỏ ở bờ đông. Khu định cư này trở thành đầu cầu quan trọng cho hoạt động vượt sông của Ukraine, nhưng cũng là tâm điểm của các cuộc giao tranh dữ dội. Nga tung một lượng lớn binh sĩ vào Krenki, nhưng tiền tuyến phần lớn vẫn không dịch chuyển trong nhiều tháng, bất chấp tổn thất của cả hai bên. Tuy vậy, số lượng binh sĩ mà Nga triển khai trong khu vực vẫn tiếp tục gia tăng. Các chuyên gia ước tính, quân số của Nga đã tăng từ 64.000 vào mùa thu năm 2023 lên 120.000 vào tháng 7 năm nay. Khi cuộc chiến giành các vị trí quan trọng kéo dài nhiều tháng, binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch nói rằng tình hình giao tranh rất ác liệt. Những binh sĩ Ukraine vượt sông bằng thuyền đã trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng của máy bay không người lái và súng cối của Nga. Khi đổ bộ lên bờ đông, họ không còn nơi nào để ẩn náu do vùng địa hình hầu hết là đầm lầy và không còn tòa nhà nào nguyên vẹn trong khu vực. Đầu cầu đổ bộ tiếp tục đối mặt với làn sóng tấn công của Nga, trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục hứng chịu tình trạng thiếu trang thiết bị để chống trả. Quá trình vượt sông để cung ứng vật tư và quân tiếp viện rất nguy hiểm và sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ đầu năm nay khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Các binh sĩ Ukraine phàn nàn rằng việc đào hào hoặc đào hầm gần như không thể thực hiện được ở địa hình đầm lầy và khi Krenki trở thành một đống gạch vụn, họ chẳng có gì để bám víu. Một số chuyên gia quân sự cho rằng khi giao tranh ở bờ đông vẫn đang tiếp diễn, việc mất Krenki có thể sẽ là hồi chuông báo tử cho chiến dịch vượt sông của Ukraine. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!